chiếc cầu khác. Rất là sợ. Rất là cán bộ rất là nhiều, mình lên đây không phải là phần sự của mình lên đây. Mình sẽ quay một vòng. Đây là toàn cảnh công trường từ nhìn từ trên cầu tháp nhìn xuống các bạn ơi. Đây chính là cái phía đuôi của con cầu tháp. Mình sẽ quay một vòng xung quanh công trường này. Trước xa xa kia là cái cần của nó. Cái cần này là chiều dài của nó là 70m các bạn. Tí nữa thì mình sẽ đi theo xe con và ra tiếp ngoài cần ngoài kia. Cần của nó 70m. Trọng lượng cầu tối đa của con mờ xe này là 12 tấn. Và ra ngoài cần đầu mút cần này kia là khoảng 2 tấn. Nói chung hôm nay mình lên con MC này để quay video lại cảnh toàn bộ công trường nhìn từ trên cao, giống như là một cái flycam, nhưng mà mình không có trách nhiệm và phần sự đi lên đây nên không được tự tin quay cho lắm. Đây là cái dòng sông Cepean Xe Nằm Noi. Các bạn ơi, mình đang ở trên con cầu tháp. Trời ơi, đúng là một cái cảm giác châu mốt. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Hiện tại mình đang ở trên con cầu tháp MC 900. Và mình đang ra. Thực sự đây là một cảm giác rất là vô mốt. Đây là toàn bộ cảnh công trường nơi mình đang làm việc. Đây là hệ thống băng tải đầm lăn. Dưới kia là chỗ mình đang làm việc đấy. Đây anh em mình đang làm việc. Mình đã ra tít đầu cần luôn rồi.
Trời ơi, sướng. Một cảm giác rất sướng muốn các bạn ơi. Đây là lòng hồ của con sông Sepian trên Nằm Noi. Con đập đang được xây dựng và nó sẽ còn lên cao nữa. Trời ơi. Trời ơi con. Người lái cái cẩu đang cho xe con vào. Wow. Cảnh quay này giống như phần live cam các bạn. Nhưng thực ra mình đang ở trên cần của một con Mercedes. Gió hiện tại rất là đang to lắm. Cảm ơn các bạn đã cho mình một cái cảm giác thật là chôm mút. Xa kia chính là tràm trộn bê tông các bạn, tràm trộn bê tông. Hiện tại mọi người đang thấy mình giống như trong vai trò của một người sửa chữa. Mình sẽ đi xuống các bạn. Đi xuống thì mình sẽ không quay được.